Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe 36 lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật đã giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Mỗi bài học là một viên ngọc quý giúp chúng ta có cơ hội để hiểu thế giới và làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn. Các giáo pháp Phật giáo đã xuất hiện hơn 2.500 năm trước, nhưng giờ đây nó vẫn còn hữu ích và phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Một trong những bài học mà tôi yêu thích nhất của Đức Phật là: khi bạn đi bộ, ăn uống hay đi du lịch, hãy ở nơi bạn đang ở. Nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ hầu hết cuộc đời của bạn. Điều này là đúng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Có thể là một cái gì đó mà bạn đang làm, hoặc một nơi nào đó bạn đang đi đến. Chúng ta sẽ không thể trải nghiệm sâu sắc cuộc sống này nếu chúng ta không hoàn toàn hiện diện ở đó tại thời điểm đó. Chúng ta cần phải có tinh thần và thể chất lý tưởng để thấy cuộc sống diễn ra như thế nào. Đó là cách để không bỏ lỡ một chút gì trong cuộc sống của chúng ta. Trong suốt 45 năm giảng dạy, Đức Phật đã đưa ra rất nhiều trích dẫn tinh thần đầy cảm hứng cho các môn đệ của Ngài. Những lời dạy đó không mang tính giáo điều, ép buộc, mà Ngài khuyến khích chúng ta nghiên cứu và trải nghiệm nó để có thể đưa ra một nhận định chính xác nhất cho bản thân mỗi người. Sau đây, tôi xin tổng hợp một số lời dạy của Đức Phật để chúng ta nhìn nhận lại chính mình, hoàn thiện bản thân mình theo hướng tích cực nhất trên con đường cạm bẫy, hận thù và đau khổ. 1. Cuối cùng, chỉ có 3 điều quan trọng: bạn yêu bao nhiêu, bạn đã sống thanh thản như thế nào, và bạn đã bỏ đi một cách duyên dáng những thứ không dành cho bạn. 2. Đức Phật đã được hỏi: Ngài đã đạt được gì từ thiền định? Ngài trả lời: không có gì. Tuy nhiên, hãy để tôi nói với bạn những thứ tôi đã mất: tức giận, lo lắng, trầm cảm, mất kiểm soát, sợ già và cái chết. 3. Khi học sinh sẵn sàng, giáo viên sẽ xuất hiện. 4. Bạn càng ít trả lời những người tiêu cực, cuộc sống của bạn sẽ trở nên yên bình. 5. Sức khỏe là món quà lớn nhất, mãn nguyện là sự giàu có lớn nhất, một người bạn đáng tin cậy là người thân thích nhất, tâm trí giải phóng là hạnh phúc lớn nhất. 6. Ý nghĩ thể hiện qua hành động, hành động phát triển thành tính cách. Vì vậy, hãy chăm sóc cẩn thận ý nghĩ của mình để cho nó nảy sinh từ tình yêu và sự quan tâm đến tất cả chúng sinh. 7. Đừng học cách phản ứng mà nên học cách thích nghi. 8. Nếu lòng từ bi của bạn không bao gồm chính mình thì lòng từ bi đó chưa hoàn hảo. 9. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Hãy bình tĩnh đón nhận nó. Tất cả sẽ ổn thôi. 10. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm hết lòng. 11. Nguồn gốc của đau khổ là chấp trước. 12. Giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. 13. Tất cả những gì chúng ta làm là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ. 14. Đừng sống trong quá khứ, không mơ về tương lai. Tập trung tâm trí vào khoảnh khắc hiện tại. 15. Không có gì có thể làm hại bạn nhiều như những suy nghĩ không được bảo vệ của bạn. 16. Thư giãn thật sự là không có gì kiểm soát được. 17. Điều lo lắng là bạn nghĩ rằng bạn có đủ thời gian. 18. Công việc của bạn
là khám phá thế giới và sau đó hòa nhập với nó bằng một trái tim chân thành. 19. Không tin gì cả, dù bạn đọc nó ở đâu hay ai đã nói. Thậm chí tôi nói cũng thế. Trừ khi nó phù hợp với lý trí và ý thức của riêng bạn thông qua trải nghiệm cá nhân. 20. Để hiểu mọi thứ thì hãy tha thứ cho mọi thứ. 21. Không ai có thể cứu bạn trừ chính bạn. Không ai có thể. Chính chúng ta phải tự bước qua quá khứ. 22. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. 23. Cho dù bạn phải trải qua quá khứ đau buồn như thế nào, bạn luôn có thể bắt đầu lại. 24. Nếu bạn muốn bay, hãy bỏ tất cả những gì kéo bạn xuống. 25. Bạn chỉ mất cái mà bạn bám lấy. 26. Khi chúng ta gặp bi kịch thật sự trong cuộc sống, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách, hoặc bằng cách mất niềm tin và rơi vào thói quen tự hủy hoại, hoặc bằng cách sử dụng thử thách để tìm ra sức mạnh bên trong của chính mình. 27. Đừng vội vàng bất cứ điều gì, đúng thời điểm nó sẽ xảy ra. 28. Toàn bộ bí mật của sự tồn tại là không sợ hãi. 29. Những ai không có dã tâm thì chắc chắn sẽ tìm được bình an. 30. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng. 31. Hãy kiên nhẫn, mọi thứ sẽ đến với bạn đúng lúc. 32. Mỗi buổi sáng, chúng ta lại được sinh ra. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay là điều quan trọng nhất. 33. Một người có thể chiến thắng chính mình thì vĩ đại hơn một người chiến thắng 1.000 người trong một trận chiến. 34. Tất cả sự bất hạnh của con người xuất phát từ việc không thể đối mặt với thực tại một cách đúng đắn, đúng như nó đang xảy ra. 35. Ai không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ không hiểu thông điệp của bạn. 36. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì bạn làm hay nhận được, mà nó chỉ dựa vào những gì bạn nghĩ.